đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động. Mục đích là để các bạn tra cứu căn cước và chứng minh thư công dân xem người lao động đó đã có mã số thuế hay chưa. Nếu chưa có thì chúng ta thực hiện đăng ký mã số thuế ngay cho người lao động đó. Mục đích là để cuối năm chúng ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động. Khi người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp, phòng nhân sự sẽ tập hợp hồ sơ của người lao động, bao gồm cả căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân. Mục đích là để các bạn tra cứu căn cước và chứng minh thư công dân xem người lao động đó đã có mã số thuế hay chưa. Nếu chưa có thì chúng ta thực hiện đăng ký mã số thuế ngay cho người lao động đó. Mục đích là để cuối năm chúng ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cách tra cứu thì các bạn vào phần tra cứu mã số thuế này và điền số chứng minh thư hoặc căn cước công dân của người lao động vào, sau đó nhấn vào tìm kiếm. Nếu như mà có mã số thuế rồi thì phần mềm cập nhật ở bên dưới, còn nếu chưa có thì phần mềm cảnh báo ở phía trên là nhân viên đó chưa có mã số thuế. Đối với nhân viên chưa có mã số thuế thì lúc này chúng ta sẽ phải đi đăng ký mã số thuế cho người lao động. Có hai cách đăng ký, một là các bạn đăng ký trực tuyến bằng cách các bạn vào trang thuế điện tử, chọn đăng ký thuế. Chọn hồ sơ là 05DK, nhấn tiếp tục. Và đây chúng ta phải nhớ tích vào đăng ký thuế và điền đầy đủ thông tin của người lao động vào, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, loại giấy tờ là chứng minh thư hay là căn cước công dân, số giấy tờ các bạn điền vào, ngày cấp, nơi cấp, rồi quốc gia, tỉnh, thành phố, các bạn điền đầy đủ hết tất cả thông tin. Sau đó nhấn thêm dòng để khai báo tiếp đối với các nhân viên tiếp theo mà cũng chưa có mã số thuế. Và muốn xóa dòng thì các bạn nhấn xóa dòng. Và khi khai báo xong thì các bạn điền tên của giám đốc vào, sau đó chọn hoàn thành kê khai và nhấn ký và nộp. Đó là cách kê khai mà chúng ta khai trên trang thuế điện tử, khai trực tuyến. Còn nếu mà các bạn khai ở trên HTKK thì các bạn vào phần thuế thu nhập cá nhân. Các bạn chọn 05DK, chọn ngày tháng năm mà chúng ta lập tờ khai và nhấn đồng ý. Các bạn cũng điền đầy đủ các thông tin vào, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, loại giấy tờ, số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp, rồi địa chỉ các bạn điền đầy đủ. Muốn thêm dòng thì các bạn nhấn F5 để chúng ta thêm dòng để khai báo tiếp những nhân viên tiếp theo. Còn muốn xóa dòng thì các bạn nhấn F6 để chúng ta xóa dòng. Khai báo xong thì các bạn nhấn ghi và kết xuất ra XML. Sau đó cũng vào trang thuế điện tử, chọn khai thuế và chọn nộp tờ khai XML để chúng ta nộp. Nộp xong thì sau 1 đến 3 ngày các bạn vào lại đăng ký thuế, chọn tra cứu hồ sơ. Chọn loại hồ sơ các bạn cần tra cứu, chọn ngày nộp là từ ngày nào đến ngày nào, sau đó nhấn tra cứu. Nếu như có kết quả trả về thì phần mềm cập nhật ở bên dưới này và các bạn tải kết quả xuống bằng file Excel. Còn nếu như các bạn đợi lâu quá mà chưa được cấp mã số thuế cá nhân cho người lao động thì các bạn liên hệ đến cơ quan thuế quản lý để hỏi xem tại sao chúng ta đăng ký mà vẫn chưa được cấp mã. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động trên phần mềm HTKK cũng như là đăng ký trực tuyến trên trang thuế điện tử. Chúc các bạn học tốt!